Xin chào và rất vui gặp lại các bạn trên kênh Hóng Xe Buýt. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot nhất trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Truyền thông xứ Trung đang xôn xao với tin đồn Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tái hợp với Phùng Thiệu Phong sau 2 tháng ly hôn. Có thể nói cho tới tận bây giờ, cả hai vẫn được rất nhiều fan ủng hộ quay lại với nhau. Chính vì vậy, tin tức này nhận được sự quan tâm đông đảo của các fan. Nguồn tin cho hay, chính Phùng Thiệu Phong là người chủ động tìm Triệu Lệ Dĩnh, mong cô nối lại duyên xưa. Vì quá thương cậu con trai nhỏ mới 2 tuổi, Triệu Lệ Dĩnh mới đồng ý quay lại với chồng cũ. Vì thông báo ly hôn của hai người quá đột ngột, chính vì vậy tin đồn cặp đôi tái hợp khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến bày tỏ bán tín bán nghi về tin đồn này. Cặp đôi vẫn chưa có bất cứ thông báo khẳng định nào được chia sẻ chính thức. Ngoài ra, trong một diễn biến khác, Trang Sohoo có cập nhật hình ảnh tài tử họ Phùng tới bệnh viện để tiêm phòng. Tuy nhiên, anh lại xuất hiện với hình ảnh mệt mỏi, đầu tóc rối bù, không hề chăm chút tới bản thân. Nếu như anh và Triệu Lệ Dĩnh quay lại với nhau, có lẽ nam diễn viên sẽ có tâm trạng vui vẻ hơn. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh tuy giảm bớt lượng công việc xuống đến mức tối đa, nhưng có thể thấy tình trạng hiện nay của nàng tiểu hoa 85 rất thoải mái. Sau khi rời khỏi nhà chung với Phùng Thiệu Phong ở Thượng Hải, người đẹp đã trở về Bắc Kinh sinh sống. Với tình hình hiện tại, rất khó để Triệu Lệ Dĩnh có ý muốn tái hôn cùng với Phùng Thiệu Phong, nhất là khi họ vừa ly hôn và còn tạo ra nhiều ồn ào không nhỏ. Giờ đây các fan đều rất mong mỏi cả hai có lời khẳng định chính thức về tình hình của đôi bên. Ngoài ra, việc chăm lo nuôi dưỡng bé Tưởng Tượng cũng là vấn đề mà nhiều cnet quan tâm. Nhắc đến Viên Bằng Nghiên, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến scandal bị đồng nghiệp Thành Nghị hát hủi đến xót xa tại sự kiện fan meeting vào tháng 9 năm ngoái. Thành công của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đã khiến cho cái tên Viên Băng Nghiên trở thành hot hòn hot, nhận được sự quan tâm của công chúng. Gần một năm scandal bị tẩy chay, Viên Băng Nghiên ít tham gia sự kiện làng giải trí hơn. Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, người đẹp bất ngờ xuất hiện tại một hoạt động tại Thượng Hải. Netizen xứ Trung đều vô cùng bất ngờ trước nhan sắc lên hương ngút ngàn. Bên cạnh lời khen về nhan sắc và vóc dáng của người đẹp sinh năm 1992, không ít lời bình luận cho rằng Viên Băng Nghiên ngày càng giống với Triệu Lệ Dĩnh. Cùng sở hữu gương mặt có hàm vuông, sống mũi cao và đôi mắt to, Viên Băng Nghiên quả thật mang nét đẹp giống đàn chị tới 70%. Được biết mới đây, nàng tiểu hoa đã nhận một dự án phim mới mang tên Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, đóng cặp cùng với Lưu Học Nghĩa. Đây cũng là lần hợp tác thứ hai giữa hai người họ, thế nên khán giả rất mong chờ vào tác phẩm này. Trên mạng xuất hiện rất nhiều hình ảnh video tại buổi lễ bấm máy của Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Cả Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đều khoác lên người trang phục cổ trang. Sau khi xem qua những hình ảnh này, dân mạng cảm thấy cặp đôi chính không mang lại cảm giác couple chút nào. Ngoài ra, không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng về Viên Băng Nghiên. Trong video, Viên Băng Nghiên mặc trang phục màu đỏ, trên đầu có kẹp tóc và để tóc mái, cùng với nụ cười ngọt ngào, cô nàng trông rất hoạt bát và đáng yêu. Nhưng nhìn kỹ vào video tại hiện trường chưa qua chỉnh sửa, khán giả phát hiện ra rằng làn da của Viên Băng Nghiên thực sự rất tệ. Nữ diễn viên có nước da ngăm đen, chưa kể còn có rất nhiều mụn trên trán. Khuôn mặt của cô ấy trông không được mịn màng cho lắm, thậm chí có cả vết rỗ trên da. Nhìn tổng thể, nhan sắc và ngoại hình của Viên Băng Nghiên trong đoạn video gần giống như người thường, không có khí chất của một nữ minh tinh. Một số dân mạng còn chế nhạo, cho rằng Viên Băng Nghiên như thế đã mang lại cho họ không ít sự tự tin, bởi vì trông minh tinh chẳng khác nào người thường là mấy, có khi còn kém hơn. Bạn thấy sao với những hình ảnh này của Viên Băng Nghiên? Hãy để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Chúng mình là Hóng Xe Buýt. Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!